Em anh đừng có cắn tay của chị có được không? Làm muốn thì nghỉ để hơi cũng đàng hoàng mình đi thường qua đêm. Ừ đúng rồi. Đang nghỉ đi vào ngày thường cái này. Ngày ngày thường vẫn như vậy. Đúng thế. Là không nói được. Không. Giờ chị nào dạy cho mình nghe. Đâu có ai dạy thầy đâu mà hè có mấy cô. Ơi nhanh lên kìa. Còn không thì suy nghĩ. Hay là chiều thứ 6 đi, thứ 7 về. Đúng không? Chưa thứ 6 10 giờ, 11 giờ là con về rồi là đi thôi.